Xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, và đây là bộ ghế cột 10 mẫu Minh Quốc Đào trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Đây là bộ ghế theo tiêu chuẩn cột 10 và được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn mặt ván tràn liền hoàn toàn không ghép, và thêm tiêu chuẩn của các phần chân đôn, chân bàn, chân ghế, tất cả đều là một dàn chân 10 quý anh chị nhé. Sẽ là hàng cột 10 và chân 10 trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Và đây là sản phẩm có một cái mức giá cực kỳ hợp lý để quý anh chị có thể sở hữu được. Giá của nó chỉ là có 25 triệu quý anh chị nha. 25 triệu trên một bộ ghế cột 10 gỗ gõ đỏ. Sản phẩm này thì Mộc Nam Huy tặng kèm thêm kính mặt bàn và tặng kèm thêm hai phần quà tặng. Đó là một chiếc gạt tàn thuốc trên chất liệu gỗ hương đá và một chiếc hộp khăn giấy cũng trên chất liệu gỗ hương đá quý anh chị nhá. Vâng, và đi vào chi tiết thì đây là một bộ 6 món bao gồm một ghế băng dài, hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn, một đôn cao, một đôn thấp. Trên kích thước cụ thể như sau. Chiếc ghế băng có chiều dài phủ bì là 1m87, chiều cao 1m13 và chiều sâu phủ bì là 58. Ghế đơn sẽ có chiều rộng phủ bì là 78, chiều cao tương tự là 1m13 và chiều sâu là 58. Chiếc bàn Mộc Nam Huy làm với chiều rộng là 53 và chiều dài là 1m19. Chiếc đôn cao sẽ được làm với chiều rộng là 38 và chiều dài là 48. Còn chiếc đôn thấp thì sẽ được Mộc Nam Huy làm vuông là 38 cm. Đây là bộ ghế Minh Quốc Đào, và theo mẫu Minh Quốc Đào thì quý anh chị cũng biết rồi, phần tó, đây là phần tó đào và là phần tó đào tiên. Vâng, và trong dân gian thì trái đào là một trong những được hiểu như là các cái trái thần tiên quý anh chị nhá. Đấy, và cái ý nghĩa của nó là mang lại sự hạnh phúc và ấm no cho gia đình đó. Và trên mẫu Minh Quốc Đào thì không thể thiếu được các chi tiết bông mai và chi tiết rồng hóa. Đây là chi tiết về cái bộ tích mai hóa rồng quý anh chị nhá. Những cái tích dân gian mang rất nhiều những cái ý nghĩa, không đơn thuần là một bộ ghế ngồi đâu quý anh chị ạ, nó mang những cái ý nghĩa riêng của nó nhá. Bản tay cột là bản tay cột 10. Đấy, cột đặc nguyên khối, không tâm, không giật. Tay tì tiếp tục là tay tì 10 quý anh chị ạ. Đó, tay tì và nó bóp lại ở cái khoảng này. Để trong quá trình ngồi thì quý anh chị tì tay như thế này quý anh chị nhá. Đó, và tay trống là tay trống rồng, tay trống đục rồng. Mặt ván thì như ban đầu Mộc Nam Huy có giới thiệu rồi. Đây là mặt ván tràn liền quý anh chị nhá. Mặt ván tràn liền hoàn toàn, không ghép. Để coi được cái mặt liền không ghép thì quý anh chị có thể coi ở cái cạnh ngang nhá. Mặt ván liền thì nó có nghĩa là nó liền từ đầu cho tới ra đằng sau này, liền hoàn toàn, không ghép nối. Thì đây là một trong những tiêu chuẩn của mặt ván dây. Mặt ván này thì Mộc Nam Huy làm là mặt ván 2 phân cưa quý anh chị nhá. Bào đi còn lại nó sẽ rơi vào khoảng 1/8. Hai chiếc ghế đơn. Chiếc ghế đơn thì vẫn tiếp tục được đục cái phần tó đào anh chị nhá. Phần tó đào, ngoài các chi tiết trái đào, chi tiết hoa lá tây ở đây thì đây là cái bản bản tó gối nhá anh chị nhá. Rất là đẹp, gọn gàng. Tay cột thì hoàn toàn là tay cột 10, cột đặc nguyên khối hết, không dính tâm, không dính ruột quý anh chị nhá. Rất là đẹp. Và về phần các cái phần vai, phần vai dựa vai ghế đi. Vai ghế ở đây thì Mộc Nam Huy đục chạm các họa tiết hoa lá tây, đơn giản nhẹ nhàng. Vì đây là một bộ ghế làm trong phân khúc bình dân cho nên là quý anh chị sẽ không nhìn thấy các đường dạo tai bèo. Bản chân thì ở đây Mộc Nam Huy đục đó là bản chân đầu lân và chân dưới đục hoa lá tây trên tất cả các món. Và ngay cả như những chiếc đôn thấp này thì Mộc Nam Huy cũng làm với tiêu chuẩn chân 10 và phần chân đục hoa lá tây, chân dưới nhá. Phần trên là đục phần đầu lân. Ở đây là một chi tiết rất đẹp về các cái bản chân. Về phần chiếc bàn thì đây là chiếc bàn trà, bàn gọi là bàn để chúng ta để các cái khay trà này, thuốc này để chúng ta mời khách đấy, hoặc là bánh trái. Chiếc bàn thì với chiều dài là 1m19, chiều rộng 53. Ở đây thì trên chiếc bàn Mộc Nam Huy cũng cắt sẵn kính mặt bàn anh chị nhá. Cắt sẵn kính mặt bàn để tặng cho tất cả quý anh chị khách hàng. Vì đối với các cái mặt bàn này thì cần phải có một tấm kính, thứ nhất là để bảo vệ cái mặt, và cái thứ hai là nó để tránh nước nôi nó nhiễu xuống cái mặt bàn, nó làm xấu cái mặt bàn của chúng ta. Vâng, nguyên một bộ 6 món như thế này, chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100%. Giá thì phải nói là
quá hợp lý quý anh chị nhá. 25 triệu xin được lặp lại. Và một điều Mộc Lam Huy quên chưa giới thiệu ở trên chiếc ghế băng này, đó là về các cái phần vách tựa. Các phần vách tựa này thì Mộc Lam Huy làm với độ dày 2 phân rưỡi, và các bản vách tựa thì được đục chạm các họa tiết hoa lá tây, rất là nhẹ nhàng, thanh thoát quý anh chị nhá. Minh Quốc Đào, vách tựa Mộc Lam Huy đục tứ quý. Vâng, tứ quý, bức tranh tứ quý này thì mang ý nghĩa về 4 mùa xuân hạ thu đông, và là 4 mùa thịnh vượng quý anh chị nhá. Đó, các vách hoa lá tây này, vách tứ quý này, và ở giữa các bức vách thì cũng có thêm một cái chi tiết dây leo được đục hoa lá tây và chi tiết đồng xu. Vâng, một bộ ghế cột 10 rất nhẹ nhàng, thanh thoát cho các căn nhà có diện tích phòng khách chừng cỡ 20m2. Đây là một bộ ghế cực kỳ là phù hợp quý anh chị nhá. Cho một mức giá 25 triệu thì đây là mức giá tại xưởng của Mộc Nam Huy sản xuất và phân phối đến anh chị khách hàng, hoàn toàn thì không phân phối xỉ anh chị nhá. Vâng, nếu anh chị có nhu cầu cho sản phẩm này, xin gọi vào số 0948 086 889, hoặc anh chị có nhu cầu thì cũng có thể tới tận xưởng Mộc Nam Huy, anh chị mua hàng mộc, kiểm tra mộc và ký tên trước khi sơn. 3 sản phẩm quà tặng của Mộc Nam Huy bao gồm 1 tấm kính mặt bàn, 1 chiếc gạt tàn thuốc và 1 chiếc hộp khăn giấy trên chất liệu gỗ hương đá. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp.